mắt xích là bố của cháu cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Vâng. Quang Hải đi đá thế thì bị rất là phạm lỗi rất nhiều, thì gia đình thấy nào? Mỗi lần xem thì thấy. Nói chung là cái thể thao thì tránh khỏi nào. Tất nhiên là cũng biết và cũng chỉ động viên con là phấn đấu nhiều hơn nữa, phát triển. Đợt này thì về nghỉ Tết thì gia đình có chuẩn bị gì không? Đối với gia đình chúng tôi thì cũng vẫn cứ thường thường thì Tết thì cổ truyền thì cũng vẫn cứ như mọi năm, bình thường như mọi năm thôi. Có cái chút là cháu ở nhà ăn Tết thì tình cảm nó quây quần, nó ấm áp. Một câu hỏi hơi tế nhị là tiền thưởng của cháu thì gia đình có được nhờ vả gì không? Thực ra đến cái giờ phút này thì chúng tôi chưa được gặp cháu, nhưng về cái vấn đề này chúng tôi cũng chưa nắm bắt được gì cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.